Gần 4 năm sau chia tay, Công Phượng và Hòa Minzy hạnh phúc bên người mới. Gần 4 năm sau chia tay, cuộc sống của cả Công Phượng và Hòa Minzy đều đã có nhiều thay đổi. Hiện tại mỗi người cũng đã có hạnh phúc riêng của mình. Tin đồn hẹn hò giữa nữ ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ Công Phượng xuất hiện vào năm 2015 đã gây bão dư luận khi đó. Hình ảnh Công Phượng với màn khóa môi ngọt ngào với Hòa Minzy từng khiến công chúng bàn tán xôn xao. Tiếp theo, cặp đôi công khai theo dõi nhau trên trang cá nhân, mặc áo đôi thân thiết, đi chơi chung. Khi đội tuyển U23 Việt Nam sang Singapore tham dự SEA Games, Hòa Minzy cũng công khai đi cổ vũ Công Phượng. Thời điểm còn yêu nhau, Hòa Minzy từng xăm họ tên đầy đủ của Công Phượng ở phía ngực trái. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai kéo dài không lâu. Đến giữa tháng 11 năm 2016, Hòa Minzy thừa nhận cô và cầu thủ xứ Nghệ đã đường ai nấy đi. Gần 4 năm sau chia tay, cuộc sống của cả Công Phượng và Hòa Minzy đều đã có nhiều thay đổi. Hiện tại mỗi người cũng đã có hạnh phúc riêng của mình. Hôm qua, ngày 3 tháng 6, thông tin Công Phượng làm lễ ăn hỏi với bạn gái Viên Minh khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi trước đó anh chưa từng công khai bạn gái. Công Phượng và Viên Minh đều giữ kín chuyện tình cảm. Được biết, Viên Minh là cựu sinh viên của trường đại học GMIT tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng là người đứng sau chăm lo cho anh chàng trong suốt mấy năm qua. Bức ảnh hiếm hoi được tìm thấy ghi lại khoảnh khắc cả hai chụp cùng nhau trong một bữa tiệc sau khi Công Phượng rời Bỉ về Việt Nam. Buổi lễ ăn hỏi của Công Phượng tại nhà Viên Minh diễn ra kín đáo, với các chi tiết được giữ kín với giới truyền thông và người hâm mộ, chỉ có các thành viên và người thân của gia đình hai bên chứng kiến. Và ngay cả các đồng đội của Công Phượng tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ biết anh chàng nghỉ tập để lo chuyện gia đình, chứ không rõ về đám hỏi của anh. Còn Hòa Minzy, cuộc sống hiện tại của cô cũng ngập tràn hạnh phúc. Một nửa của Hòa Minzy là Nguyễn Minh Hải, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty phân bón khá lớn tại miền Tây. Gia đình anh thuộc dạng khá giả. Khoảng tháng 11 năm 2019, Hòa Minzy thông báo tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi. Từ cuối năm 2019, Hòa Minzy liên tục vướng thông tin đã bí mật kết hôn và sinh con cho bạn trai. Cho đến nay, cô chưa từng trả lời trực tiếp về vấn đề này. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, cô tiết lộ từ bây giờ đến khi lấy chồng chị sẽ đẻ xong. Đủ hai đứa mời xách váy cho mẹ trong lễ đường được chứ. Không chỉ dạng người hạnh phúc mà nhan sắc giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp, cũng ngày càng quyến rũ, đằm thắm hơn so với trước đây. Chính vì vậy, tin đồn cô đã làm mẹ càng khiến nhiều người tin là sự thực. Mới đây, ngày 1 tháng 6, Hòa Minzy chia sẻ kỷ niệm 3 năm tình yêu với doanh nhân Minh Hải và gọi anh là chồng, gọi mẹ anh là mẹ chồng, chúc mừng kỷ niệm tình yêu của bọn mình. Đã cùng nhau trải qua biết bao yêu thương, cãi vã rồi cùng nhau có thật nhiều cảm xúc, cả của cải to đùng. Cảm ơn chồng và mẹ chồng đã luôn thấu hiểu bỏ qua cho những sự phức tạp trong ngành nghề của vợ. Luôn ủng hộ và hỗ trợ vợ cả tinh thần, lẫn vật chất để vợ có thể làm được những điều mơ ước. Sự nghiệp gia đình, cả hai đều quan trọng và cần làm tốt như nhau. Thăng hoa trong sự nghiệp và hạnh phúc cùng gia đình, điều đó thật đáng ở một kiếp người. Phải làm tốt cả hai hơn nữa, Hòa Minzy bày tỏ.